Kép là tỉnh nhỏ nhất của Campuchia. Thú vị là còn nhỏ hơn một huyện của chúng ta, nhưng lại khá nổi bật trên bản đồ du lịch của vương quốc này. Đồng thời có mối giao thương gần gũi với tỉnh Kiên Giang của Việt Nam. Hồi năm 2022, tờ Khmer Times có dẫn sáng kiến của tỉnh này, mong muốn kết nối du lịch đường biển với đảo Phú Quốc của Việt Nam. Giữa trung tâm tỉnh Kép cũng có một đài hữu nghị Campuchia-Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ sang thăm tỉnh này nha. Chào mừng quý khán giả đến với Kép hôm nay. Kép là một tỉnh duyên hải nằm về phía nam vương quốc Campuchia, lọt thỏm trong tỉnh Campot, với toàn bộ ranh giới trên bộ đều giáp với tỉnh này. Phía tây và phía nam tiếp giáp với vùng biển Kiên Giang, Việt Nam. Trong tiếng Khmer, Kép có nghĩa là yên ngựa, song phiên âm gần giống với thị trấn Kép ở Bắc Giang của Việt Nam. Đây không phải là tỉnh có biên giới bộ. Dù vậy thì điểm cuối cùng của tỉnh Kép cũng cách biên giới Việt Nam Campuchia tại Hà Tiên chỉ có 3,6 km. Trong khi từ trung tâm tỉnh này tới trung tâm thành phố Hà Tiên là khoảng 29 km, khoảng 40 phút đi xe. Kép nằm ở giữa thành phố Campot và thành phố Hà Tiên. Kép cách thủ đô Phnom Penh khoảng 160 km và cách Siem Reap 127 km đường bộ. Do điều kiện chưa phân định được biên giới trên biển như Việt Nam và Campuchia, ngày 7 tháng 7 năm 1982, hai nước đã ký kết hiệp định về vùng nước lịch sử, thành ra vùng biển phía nam tỉnh Kép về mặt pháp lý nằm trong vùng nước lịch sử chung giữa hai nước. Cả Việt Nam và Campuchia đều áp dụng quy chế pháp lý trên vùng biển này theo chế độ nội thủy. Trước khi biên giới biển được chính thức thiết lập, thì hiện tại tỉnh Kép cũng tạm thời quản lý các đảo nằm về phía bắc của đường Brevier, trong đó đảo lớn nhất là Koh Tong Say và các đảo Koh Tang, Koh Bo, vân vân. Lát nữa chúng ta sẽ lên thăm một trong các đảo này nha. Hành chính độc lạ. Diện tích toàn tỉnh là 336 km2, gần bằng một nửa diện tích huyện Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương, Việt Nam, và có dân số gần 43.000 người, bằng 1/3 dân số huyện Dầu Tiếng. Toàn tỉnh chỉ chia thành hai đơn vị hành chính trực thuộc, gồm một huyện và một thành phố. Huyện Tam Nang Chang E bao gồm hai phần không liên tục như các bạn đang thấy, và Krông Kép nằm ở giữa. Nó cũng bao gồm luôn tất cả các đảo ven bờ. Krông Kép còn được gọi là Kép City, dịch sát nghĩa là thành phố Kép, nhưng mà chỉ có hơn 10.000 dân. Thành ra, nhiều người còn gọi nó là một thị trấn hay là một thị xã. Trong video này, thì người nói tạm coi nó như là một thành phố tương tự như là trung tâm các tỉnh khác trong đất nước Campuchia. Krông Kép là nơi đặt tòa nhà hành chính cũng như là các cơ quan trực thuộc của tỉnh. Do đây là một tỉnh nhỏ, dân ít, tỷ lệ đô thị hóa thấp, đi đâu trong trung tâm tỉnh này cũng thấy các tòa nhà hành chính là chủ yếu. Đây là Sở Tài nguyên nước và Khí tượng. Đây là Sở Tín ngưỡng và Tôn giáo. Khu này thì rộng rãi trồng rất nhiều phượng. Mùa hè là thời điểm đẹp nhất, hoa nở rộ và rực rỡ một góc trời. Không biết các bạn đang có cảm giác này hay không? Đó là nhiều khi đi trong khu hành chính mà có cảm giác như là lạc giữa một thành phố trong rừng. Đôi nét về địa hình và hệ thống giao thông. Kép là một tỉnh có địa thế đẹp. Ở giữa tỉnh là một dãy núi thấp, với các ngọn núi cao từ 150 đến dưới 300m. Dãy núi Kép hay còn được gọi là dãy Bạch Mã, dãy Yên Ngựa. Ngọn núi cao nhất và nổi bật nhất là Phnom Kép. Ngoài ra thì rải rác chung quanh là các ngọn đồi nhỏ trên 100m và một ngọn núi nữa tên là Phnom Vo, cao khoảng 250m. Dãy núi trung tâm kéo dài theo hướng Đông Bắc Tây Nam, tiến sát ra biển. Từ đây thì địa hình thấp dần và trải ra ba hướng, tuy nhiên thì nó không quá thoải mà nó giống như là bậc thang. Vùng ven biển là một dải đất đồng bằng nhỏ, cao từ 5 đến dưới 10 mét theo kiểu lượng sóng, khá khác biệt so với vùng đồng bằng ven sông Mekong. Từ trên các dãy núi nhìn về hướng biển là một vùng trời nước bình lặng và xanh rờn. Các bạn đang thấy đây là trung tâm dân cư của tỉnh, nhưng mật độ nhà cửa thì rất là thấp và nhìn rất là mướt mắt. Do bất đồng ngôn ngữ mà các bài mô tả bằng tiếng nước ngoài cũng khá hạn chế, thì nên là mình cũng không nắm được số liệu, nhưng mà bằng mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy và có thể hình dung về mức độ phủ xanh của tỉnh này. Kép có 3 đường trục giao thông chính là quốc lộ 33 đi giữa dãy núi Kép và Phnom Vo hướng về trung tâm Campot, tỉnh lộ 1332 hướng về cửa khẩu Hà Tiên, Việt Nam, và quốc lộ 33A ôm vòng dãy núi đi xuyên qua trung tâm tỉnh. Đây là quốc lộ 33A. Bộ mặt giao thông của tỉnh Kép cũng phản ánh một phần hiện trạng giao thông ở đất nước Campuchia. Nhìn thoáng qua thì chúng ta có thể thấy nó rất rộng rãi và thưa thớt phương tiện. Điều này là đúng kể cả đường nội ô luôn. Bởi vì đường trong đô thị và đường quốc lộ ở Campuchia thường được quy hoạch rất là tốt. Lộ giới được định rất rộng, người dân ở đây thường không có thói quen xây dựng nhà sát bên quốc lộ. Cho nên là khi chính phủ quyết định mở rộng thì rất là ít vướng nhà ở. Cái đó là mặt tích cực. Tuy nhiên, các cái con đường nhánh và đường nông thôn thì phải nói là có một sự khác biệt rất lớn.
nhiều con đường nhỏ hẹp và không ít là đường đá sỏi, đất đỏ. Thành ra về hiện trạng giao thông ở Campuchia thì chúng ta có thể thấy là nó không có một sự đồng bộ. Kinh tế. Đây là một nền kinh tế nhỏ. Một số liệu cách đây 2 năm cho thấy quy mô kinh tế của tỉnh là khoảng 54 triệu đô la Mỹ, tương đương 0,2% tổng nền kinh tế của cả nước. Bên cạnh việc trồng các loại cây ăn trái mang lại lợi nhuận cao như là sầu riêng, xoài hay là dừa, thì loại tiêu tên là tiêu Campos cũng được trồng ở tỉnh Kép, đã nổi tiếng trong nhiều thập kỷ như là một trong những loại tiêu ngon nhất trên thế giới. Rất tiếc là mình chưa có ghi hình tiêu Campos cho các bạn xem. Và cũng tương tự như Campos thì vùng đất này người dân còn khai thác nguồn lợi từ biển, bao gồm đánh bắt thủy sản và làm muối. Thật ra nhìn chung thì người dân ở đây chủ yếu sống bằng nông nghiệp, thủy sản và kinh doanh du lịch. Thu nhập bình quân năm 2022 là 1.206 đô la Mỹ trên người, khá khiêm tốn. Năm 2024, truyền thông trong nước và quốc tế loan tin chính phủ nước này sẽ tiến hành đào kênh đào Phù Nam Techo, thông đường thủy từ Phnom Penh ra biển. Theo các tài liệu mà người làm video tiếp cận được thì kênh đào này sẽ có điểm cuối ở tỉnh Kép này đây. Dù vậy thì hiện tại tỉnh này không có quy hoạch cảng hàng hóa, chỉ có quy hoạch cảng hành khách. Thành ra, vai trò cảng trung chuyển của Campuchia có thể đặt tại Sinopin, cảng quốc tế Campos và cảng sông tại Phnom Penh, chứ không phải ở tỉnh Kép này. Song, trong trường hợp dự định của Campuchia thành hiện thực, thì chắc chắn Kép cũng sẽ có những thay đổi và sẽ hưởng lợi một phần. Nhưng mà việc thay đổi như thế nào phải nhờ các nhà phân tích kinh tế, nó không thuộc phạm vi của video này. Hiện nay, chính quyền tỉnh Kép đang xúc tiến quy hoạch để Kép trở thành điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp, hấp dẫn tại Campuchia. Vịnh biển đẹp thế giới. Ở một giao lộ trên quốc lộ 33A tại trung tâm của tỉnh thì có tấm bảng này: The most beautiful place in the world. Đây là logo của câu lạc bộ những vịnh biển đẹp nhất trên thế giới mà Kép là thành viên. Đối với tụi mình, tức là những người sống bên kia biên giới hay là những bạn nào học phổ thông ở Hà Tiên, đều không xa lạ với biển Kép. Hồi xưa thì việc đi lại khá thuận lợi, một số bạn đi Kép còn nhiều hơn là đi Phú Quốc. Các bạn nào ở đây thì có thể xác nhận thử xem có đúng không nha. Không kể các đảo thì Kép có khoảng 30 km đường bờ biển. Trong đó thì khai thác được là khoảng 3 km ở trung tâm thành phố. Hướng về biên giới thì có thêm một bãi biển dài nhưng mà hoang vắng. Đó là bãi biển Ancon, chủ yếu là đá và sỏi. Đối với người làm video thì Kép cũng là vùng biển đẹp. Nhưng để chấm điểm thì mình chấm khoảng từ 5 đến 7 điểm trên thang điểm 10. Vùng biển cạn, nhiều phù sa và không trong. Bãi biển ở trung tâm thì sạch và được giữ môi trường rất là tốt. Đó là những gì mình muốn nói về biển Kép. Hình ảnh sẽ tiếp tục đi, nhưng phần nội dung mình sẽ nhìn lại một chút về lịch sử hào quang của nó trong quá khứ. Kép cùng với Sinopin, Palin và Phnom Penh từng tạo thành 4 thành phố trực thuộc trung ương của Campuchia. Đến năm 2008 thì nước này cải cách hành chính. Ngoại trừ Phnom Penh thì các địa phương này, trong đó có Kép, chuyển thành các tỉnh, tương tự như là 24 tỉnh khác ở Campuchia. Trước nữa thì vùng đất này từng có giai đoạn nằm trong khu vực Hà Tiên thuộc họ Mạc, cũng khá là sung túc. Trong thời kỳ người Pháp chiếm đóng cùng với cao nguyên Bocor thì đây từng là một trong những khu nghỉ dưỡng chính ở miền Nam Campuchia. Thị trấn được người Pháp thành lập vào năm 1908. Đây là một thị trấn nghỉ mát thịnh vượng dành cho giới thượng lưu Pháp và Campuchia. Nhiều biệt thự nghỉ dưỡng mọc lên khắp trên vùng biển và vùng núi ở phía Nam, thường phản ánh dấu ấn biệt thự kiểu Pháp. Thời kỳ hưng thịnh nhất là khoảng những năm 1960, nó đã phát triển thành một khu du lịch ven biển xinh đẹp. Cho đến đầu những năm 1970 thì tình hình chiến sự phức tạp, vùng này trở nên vắng vẻ, nhiều biệt thự bỏ hoang. Người địa phương đã bán đi những cái nội thất cũng như là có thể là bán luôn những căn biệt thự này để lo cho cuộc sống trước mắt. Đến những năm 2000 trở lại đây thì có vẻ phục hưng trở lại phần nào, với một số khách sạn và nhà gỗ tầm trung được xây dựng. Năm 2011 thì Kép được kết nạp vào câu lạc bộ những vịnh biển đẹp nhất trên thế giới. Đây cũng là một vinh dự khi mà câu lạc bộ này có mặt những cái tên nổi tiếng như là Vịnh Hạ Long, Vịnh Nha Trang, Vịnh Lăng Cô, Vịnh San Francisco, Vịnh Thanh Đảo v.v. Lộ trình dài hạn thì Kép sẽ hướng tới các thị trường du lịch chất lượng, thu hút khách du lịch cao cấp, du lịch nghỉ hưu và du lịch gia đình. Địa phương của những tượng đài. Tỉnh Kép có vẻ rất thích tượng đài. Trong phạm vi tỉnh nhỏ này có gần chục tượng đài, nhưng mà là những tượng đài vừa phải, không có cái nào là quá khủng. Ví dụ như đây là tượng đài Vishnu nằm trong bùng binh tại một giao lộ ngã tư. Đây là một vị thần đảm nhận chức năng bảo tồn, duy trì thế giới trong Bà La Môn và có ảnh hưởng đến Phật giáo. Không biết tượng này được làm từ vật liệu gì, có thể là bằng xi măng, nhưng con không biết có đúng không nữa. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là
trình độ chế tác của người Campuchia là rất tinh xảo. Còn đây là Đài Độc Lập, cũng rất là tỉ mỉ. Nó cũng ở một giao lộ, có các bậc thang để lên xuống và cũng có một cái khoảng trống ở giữa để thờ tự. Đài Độc Lập ở Kép được xây dựng theo khuôn mẫu phổ biến, có thể thấy ở Phnom Penh và một số tỉnh. Đây là một tòa tháp theo phong cách kiến trúc thời Angkor, có hình hoa sen. Đài Độc Lập được xây dựng nhằm đánh dấu thời điểm độc lập của Campuchia khỏi sự bảo hộ của Pháp vào ngày 9 tháng 11 năm 1953. Nó cũng được sử dụng làm nơi tưởng niệm những người yêu nước Campuchia đã hy sinh trong các giai đoạn chiến tranh. Phía trên là mô típ 100 con rồng và rắn, một nét đặc trưng văn hóa và kiến trúc có thể tìm thấy trên các vùng của Campuchia. Bên trong thì có 4 hướng nhìn ra 4 con đường. Trong đó thì cửa ngõ phía nam có thể phóng tầm mắt ra tới bờ biển. Những tượng đài nhỏ hơn như là tượng đài hình con bạch mã, biểu tượng của cái tỉnh này, tượng cô gái và đàn cá, tượng người phụ nữ trắng trên bờ biển. Riêng bức tượng này được cho là gắn với câu chuyện về một người phụ nữ đợi người đàn ông của mình trở về sau chuyến đi đánh cá. Đài hữu nghị Campuchia, Việt Nam. Kép cũng có tượng đài hữu nghị Campuchia, Việt Nam nằm trong một công viên nhỏ trên cùng một con đường với Đài Độc Lập. Nó có thể thấy được từ một cửa ở hướng đông trong 4 hướng của Đài Độc Lập. Đây là đài hữu nghị thứ 11 trên đất nước Campuchia. Công trình này được chỉ đạo dưới thời của nguyên thủ tướng Campuchia Samdet Techo Hun Sen và nguyên thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Hồi khi khánh thành thì phó thủ tướng Men Samman đã từng nói rằng là việc xây dựng và khánh thành tượng đài này nhằm tưởng nhớ và tri ân các quân tình nguyện Việt Nam và các chiến sĩ Campuchia đã đổ máu vì sự nghiệp giải phóng, cứu rỗi nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng. Trên đài thì có một bức tượng hai người lính và một người phụ nữ bồng con. Ở tấm bảng phía trước thì có ghi một nội dung với ba ngôn ngữ. Phần tiếng Việt thì có ghi là tượng đài hữu nghị Campuchia Việt Nam được xây dựng để bày tỏ sự tri ân đối với sự hy sinh của nhân dân Campuchia vì sự nghiệp hòa hợp và thống nhất đất nước Việt Nam trong suốt thập niên 60-70 và bày tỏ sự tri ân ghi nhớ đối với sự hy sinh của quân đội và nhân dân Việt Nam vì sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Campuchia Dân Chủ vào thập niên 70-80. Địa điểm này thì nằm trong một khu vực cây cối xanh tốt, xung quanh là các sở ngành của tỉnh này. Chợ ghẹ Kép. Ngành khai thác thủy sản ở địa phương tương đối phát triển, nổi tiếng nhất là con ghẹ xanh và nó cũng là một trong những biểu tượng của tỉnh này. Nơi đây tiếp tục là một bức tượng khác, là địa điểm check-in nổi tiếng không thể bỏ qua. Tượng con ghẹ xanh này nằm ở ngoài biển, cách bờ khoảng 35m. Thực ra thì mình đã ghi hình về tỉnh Kép này trong 3 năm, đó là 2017, 2020 và lần mới đây nhất. Tất nhiên là mỗi lần chỉ ghi hình được một tí thôi. Video này chủ yếu được ghi hình trong gần đây nhất thôi. Nhưng mà hồi năm 2017 đó thì mình nhớ là ở cái chợ này đó, buổi sớm mai thì có rất là nhiều cua ghẹ được bỏ trong những cái lồng và người ta mua bán ngay ở trên chợ ven biển luôn, sôi động lắm. Bây giờ thì không biết người ta đã dời địa điểm thu mua về đâu rồi. Ở khu này thì bây giờ được kè ra như là một khu lấn biển. Thành ra thì cái chợ nó là bị thụt về bên trong. Và bên trong thì chủ yếu là bán đồ hải sản được chế biến sẵn thôi. Nó nằm ở mặt phía tây sau lưng của dãy núi Yên Ngựa. Ở bên ngoài chợ thì cũng có một bức tượng, chắc là một vị vua thì phải. Vị này sinh sống vào khoảng thế kỷ 16, nếu mà đúng theo những gì mà trên cái Google dịch nó dịch, chứ mình cũng không biết chính xác hay không, không có chắc nữa. Các bạn tham quan một vòng bên trong chợ nha. Khi mà đến đây các bạn có thể mua và thưởng thức luôn, hoặc là nếu mà muốn cẩn trọng hơn thì có thể lại các khu nhà hàng nhỏ ven biển cũng ở gần đó luôn. Kép có một lợi thế là hải sản đa dạng và giá cả phải chăng. Ghẹ xanh của Kép nổi tiếng là thịt ngọt, thịt chắc và giá trị dinh dưỡng cao. Thường thì ghẹ cỡ lớn được chế biến cũng chỉ ở khoảng là hơn 300.000 đồng Việt Nam một ký. Giá cả khá là mềm. Ngoài ghẹ thì ở đây họ cũng có một loạt những cái nhà hàng phục vụ nhiều loại cá biển và hải sản hay mảnh bỏ được đánh bắt trong vùng biển Vịnh Thái Lan. Hoàng hôn xuống đảo Phú Quốc. Thực ra thì tỉnh Kép rất là gần với đảo Phú Quốc của Việt Nam. Chúng ta vẫn đang trong video về tỉnh Kép. Điểm gần nhất giữa thành phố Kép và thành phố Phú Quốc là khoảng 26 km thôi. Nếu mà trời trong thì có thể thấy rõ rõ ràng ràng luôn. Nơi mà chúng ta đang đứng ở đây là bờ biển ở trên tỉnh Kép. Buổi chiều mà chúng ta hướng mắt về vùng biển phía Tây sẽ thấy được đảo Phú Quốc. Đây, các bạn thấy đây. Ở bên phía bên phải của màn hình là vùng cao nguyên Bokor của tỉnh Campot, Campuchia. Còn ở phía đối diện là các cụm núi ở phía bắc đảo Phú Quốc. Xuống một chút nữa là dãy núi Hàm Ninh ở đông đảo. Vì sự gần gũi này nên ngành du lịch Campuchia cũng kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối du lịch giữa hai nơi.
Kép là nơi đón khoảng hơn 1 triệu lượt khách, còn Phú Quốc thì mỗi năm cũng đón hơn 5 triệu lượt khách. Thì nếu mà hai nơi hợp tác thì cũng là một cái điều có lợi. Ngày 6 tháng 6 năm 2022, Bộ trưởng Du lịch Campuchia cho hay chính phủ nước này sẽ thiết lập một tuyến đường biển kết nối tỉnh Kép với đảo Phú Quốc của Việt Nam để phát triển lĩnh vực du lịch và sử dụng tàu cao tốc để vận chuyển. Sản phẩm du lịch bằng đường biển này được dự báo là sẽ thu hút khách du lịch trong ASEAN nhờ chính sách miễn thị thực giữa các nước. Cả phía Phú Quốc của Việt Nam và Kép của Campuchia cũng đã có những cái cảng hành khách. Hiện có nhiều loại tàu du lịch và tàu cao tốc đang hoạt động. Tỉnh Kép thì đã cho xây dựng ở đây một cảng biển tiêu chuẩn quốc tế. Chúng ta có thể thấy đây, nó được gọi là cảng Kép hay là cảng Cô Tông Xây. Nơi này nhiều loại tàu có thể tới để neo đậu. Từ đây thì tới cảng Bãi Vòng của Phú Quốc là khoảng 47 km. Tuy nhiên, vấn đề này nó còn một số cái rào cản, nhất là do khu vực này khá nhạy cảm về an ninh quốc phòng. Và nếu tuyến này được thực hiện thì cần phải có cổng nhập cảnh ở cả hai phía. Hình như là ở cảng Kép thì đã có phòng nhập cảnh rồi. Còn ở cảng Bãi Vòng thì chưa có cái khu vực nhập cảnh. Nếu mà muốn nhập cảnh đường biển thì phải vòng tới cửa khẩu ở cảng Dương Đông, ở bên mặt bên kia của đảo. Nên là nếu mà thực hiện thì phải buộc đi vòng. Nên đó cũng là một cái khó khăn. Về tính khả thi của sự kết nối này thì mình không có nhận định gì. Dãy núi Kép. Tỉnh Kép có khí hậu nhiệt đới gió mùa, phân thành hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô, tương tự như là vùng duyên hải phía tây nam của Việt Nam. Vào mùa mưa, ở đây bầu trời thường nhiều mây, nắng gián đoạn và thay đổi rất nhanh. Dãy núi Kép thì có ảnh hưởng đến tốc độ gió ở hai bên sườn phía đông và phía tây của dãy núi, song nó không tác động nhiều đến thời tiết của địa phương. Hai bên thường không có sự khác biệt nhiều về hình thái thời tiết. Trên dãy núi Kép là một vườn quốc gia được thành lập năm 1993. Diện tích của vườn này là khoảng 50 km2. Nó bao gồm nhiều ngọn núi thấp và một số con đường mòn đi bộ đường dài. Đây là không gian của những cánh rừng nhiệt đới, các loài động vật hoang dã như là khỉ, cầy hương và hơn 100 loài chim và các loài bò sát khác nhau. Trong phạm vi vườn quốc gia sẽ có những ngôi nhà cổ, những tàn tích của các biệt thự thời thuộc Pháp nằm rải rác trong khắp khu vực. Vườn bướm và những ngôi chùa mang phong cách Khmer. Đây là những di sản văn hóa phong phú ẩn giấu trong màu xanh của những cánh rừng cổ thụ. Trên màn hình chúng ta là chùa Samathi ở sườn phía đông của dãy núi. Đường hơi khó lên một chút nhưng mà các bạn có thể mò theo Google Maps hoặc là nhờ xe túc túc chở lên. Ngôi chùa yên tĩnh này thì thỉnh thoảng sẽ có nhóm các khách Tây đi bộ và ghé ngang qua. Dãy núi này trong lịch sử còn được gọi là dãy núi Yên Ngựa hay là núi Bạch Mã theo cách dịch từ tên gọi của tỉnh Kép. Chuyện kể rằng trong một cuộc chiến dưới thời đế chế Khmer, có một vị vua tên là Sakorich. Người này có bùa chú rất là mạnh. Nhưng vì thất thủ nên đã bỏ bùa một vị quan chỉ huy ở thủ đô Angkor Thom lúc đó. Sau đó thì cướp một con ngựa trắng và chạy trốn. Đoàn quân của ông đến bờ biển phía tây nam. Sau đó viên chỉ huy đã tỉnh lại và bị mất con ngựa nên đã dẫn quân đi tìm. Cùng lúc đó một trận chiến khốc liệt đã diễn ra tại tỉnh này. Bị truy đuổi từ phía sau nên ông vua này bất ngờ lao lên con ngựa khiến cho ông bị té xuống đất. Sau đó thì ông lên lại ngựa và bỏ chạy nhưng mà không kịp lượm cái yên ngựa. Vì vậy thì khu vực này được gọi là Kép Xe, có nghĩa là yên ngựa. Ngày nay thì vườn quốc gia Kép là một nơi lý tưởng để đi bộ đường dài, cũng như là ngắm cảnh biển từ trên đỉnh núi. Cô Tông Xây. Cô Tông Xây hay người Việt còn gọi là đảo Con Thỏ, là một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi của bờ biển phía nam Campuchia, cách thành phố Kép khoảng 4,5 km. Trong lần ghi hình gần đây thì mình không có ra đảo Con Thỏ. Đây là tư liệu mình ghi hình năm 2020, không biết khung cảnh có thay đổi nhiều chưa. Để ra được đảo thì các bạn sẽ bắt tàu nhỏ từ cảng Cô Tông Xây ở trung tâm của tỉnh Kép. Nó nằm gần con đường trục chính cho nên là rất dễ để mà nhận biết. Các chuyến tàu thường mất khoảng 20 đến 30 phút là đến đảo Cô Tông Xây. Giá vé tầm 10 đô la Mỹ cho 2 chiều. Các bạn có thể đi trong ngày hoặc là ở lại ngày hôm sau thì giá vé đều như nhau. Không bao gồm các dịch vụ ăn uống và nhà nghỉ trên đảo. Vùng biển này thì khá là ít gió, không có sóng lớn. Trước đây thì nó hoàn toàn nằm trong sự quản lý của chính quyền của Nam Kỳ của Việt Nam. Nhưng mà theo sự phân chia biên giới của người Pháp từ năm 1939 thì Campuchia mới chính thức quản lý về mặt hành chính đối với các đảo ở phía bắc đường Frevier, trong đó có đảo Con Thỏ này. Với diện tích khoảng 2 km2, Koh Tom Say là hòn đảo lớn nhất ở tỉnh này. Nổi tiếng với những bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh và khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, yên bình,
Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự thư giãn, tránh xa sự ồn ào của phố thị. Tương truyền rằng đây là nơi cuối cùng mà quân đội của Sarkoric đóng quân khi mà ông bị truy đuổi. Thì hòn đảo ban đầu có tên là Koromsay, không biết có nghĩa gì ha. Nhưng mà sau này thì đọc trại thành Kotonsay như hiện nay. Dưới thời Norodom Sihanouk thì hòn đảo được xây dựng để làm nơi cải tạo dành cho những người bị phạm tội. Những người này cũng sẽ được dùng để bảo vệ đảo. Ngày nay trên đảo vẫn còn những con đường mòn nhỏ và một vài gia đình sinh sống kèm theo những cái dịch vụ du lịch đơn giản. Trên đảo thì du khách có thể tận hưởng các hoạt động như là bơi lội, lặn biển, tắm nắng và thưởng thức các món ăn hải sản tươi ngon do người dân địa phương chế biến. Ngoài ra, hệ thống cơ sở tầng du lịch chưa phát triển nhiều, cho nên là Kotonsay vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ và mộc mạc, mang đến cho du khách những trải nghiệm thực sự khác biệt. Kép thì không có sân bay, chỉ có thể đi bằng đường bộ hoặc là đường biển. Đường biển thì hiện nay có thể đi từ thành phố Campos. Ở trong giữa trung tâm thành phố Campos thì có một cái bến tàu. Có những cái tàu nhỏ thì chúng ta sẽ mất khoảng mười mấy đô, xong rồi nó sẽ cũng cập cảng lúc nãy mà chúng ta đi ra đảo Con Thỏ đó. Về đường bộ thì có thể chọn các chuyến xe khách từ Phnom Penh, Sihanouk Vinh và Hà Tiên. Các bạn có thể lên mạng để tìm nha. Nếu mà dùng phương tiện cá nhân thì có thể là tiện lợi nhất là vẫn đi theo ngã đường từ cửa khẩu Hà Tiên. Nếu bạn nào ở Sài Gòn hoặc là Cần Thơ thì đi theo làm sao để đến được quốc lộ 80 về Hà Tiên. Xong rồi làm thủ tục đem xe qua biên giới. Qua bên này thì cứ mang theo tỉnh lộ 1332 và quốc lộ 3 của Campuchia. Đường rất là dễ đi. Lộ trình từ Sài Gòn đến đây là khoảng 351 km. Hoặc là các bạn có thể đi qua cửa khẩu Mộc Bài qua Phnom Penh nhưng mà đường xa hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video về tỉnh Kép. Video này là dạng video đơn thuần, kiểu là kết nối du lịch, một vài thông tin để chúng ta hình dung về nước láng giềng, chứ nó không có cái gì quá đau to bố lớn. Hy vọng là các bạn chấp nhận nó. Xin trân trọng cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong video gần nhất.